Dạ. Trời sắp sáng chưa dậy kỳ quá. Dạ tâu lệnh bà, mới chưa đến nửa đêm. Sao tình thế này mà quan thập đảo vẫn chưa về đến triều đình, cho dù chưa được mật thư? Giờ này non nghe nước đang trào chân, bao quần phòng biết chân trong chiều rối rắm, ba quan chỉ lo lời quyền, không nghĩ chi quân thần biên kề ngày đang xâm lấn. Ở ngoại thành người các sách các động kéo đến xem hội cũng đông lắm không? Tâu lệnh bà, ngoài thành chen chân không lọt, nửa đêm rồi mà người người vẫn kéo đến chật các nẻo đường. Hội năm nay vì có rước áo tiên hoàng nên từ các động thẩm hang sâu, thiên hạ háo hức kéo nhau về xem hội. Háo hức kéo nhau về xem hội. Ôi đất nước này sắp nổi phong ba, ta phải lèo lái cùng thuyền qua cơn sóng dữ. Có tiếng gì vậy kỳ quá? Dạ tâu lệnh bà, đó là tiếng gió ngựa của tuần canh. Muôn tâu thái hậu, tiểu tốt là lĩnh ngự trạm xin vào ý kiến. Cho vào ngay. Muôn tâu thái hậu, tiểu tốt về đây xin dập đầu chịu chết. Hãy đứng lên và cho ta biết tin về quan thập đạo. Muôn tâu thái hậu, ba chúng tôi được thái hậu phái đi, không ngờ phải xa vào tay của bọn người lạ mặt. Hãy nói mau. Muôn tâu thái hậu, quả thật không ngờ khi chúng tôi gần đến nơi đều bị bọn chúng theo dõi và ám hại. Một anh bị giết, trong số ba người một bị bắn lén thương tích đầy mình, còn tiểu tốt đây vì ngựa đuối hơi vào trạm định thay, liền bị chúng lừa gạt ép cho uống rượu nên sự việc mới xảy ra, mong được thứ tha. Muôn tâu thái hậu, thần không ngờ vừa cạn chén bỗng mê man bất tỉnh, khi thức dậy thì thấy nằm trong quán có một mình. Bức thơ đâu? Dạ muôn tâu thái hậu, bức mật thơ đã mất rồi, và cả bọn người lạ mặt cũng đã biến mất từ lâu. Nhà ngươi có nhận ra tung tích gì của bọn chúng không? Muôn tâu thái hậu, theo cách ăn mặc của bọn chúng giống như người của Tây Trại, hình như là người của Bạch Quốc Công. Giống người của Bạch Quốc Công mà. Được, cho ngươi lui. Đội ơn thái hậu. Tâu lệnh bà, lệnh bà nghĩ sao về việc mới xảy ra? Kỳ quá, ta lo lắm. Rõ ràng hiện đang có một âm mưu muốn nhân quan thập đảo về đây, nên giết lính trạm dọc đường để đoạt lấy mật thư. Chẳng phải tự nhiên Bạch Quốc Công đem quân châu ái về triều gây thế lực và quan hoài giáp nhiều mối nghi ngờ, buộc ta trút bỏ Lê Hoàng và muốn ta nộp lông vào để làm kế hoàng minh. Tại sao ta chịu nhục nộp áo vua, nói rằng quan binh sao phước bỏ kẻ có tài? Phải, chính vì muốn thay thế Lê Hoàng nên nộp lông bào hoàng binh với giặc, không tin tưởng mình chống nổi xâm lăng.
kỳ hoa. Dạ. Lúc này có được kỳ hoa ở bên cạnh, ta thấy đỡ cô đơn lắm. Sao tình thế này mà Quan Thập Đạo vẫn chưa về tới triều đình? Cho dù không nhận được mật thơ, ta lo quá. E có chuyện gì khác xảy ra chăng? Kỳ hoa, dạ. Kỳ hoa hãy lấy ngựa Lưu Tinh ra sông Bạch Đằng triệu tướng quân về triều ngay lập tức. Xin tuân lệnh. Nhưng lại lo cho Thái hậu một mình. Ta sẽ tùy cơ ứng biến, kỳ hoa cứ an tâm. Dạ, tấu Thái hậu, xin lệnh bà hãy coi trọng mình già trong giông bão, sóng gió ngấm ngầm lúc thường lúc biến. Còn kỳ hoa đây, dẫu gặp trăm ngàn nguy hiểm thì cũng chẳng kể gì. Xin Thái hậu cứ vững tin. Kỳ hoa đừng quá lo, chung quanh ta có mấy ngàn quân hoa lư trên dưới một lòng, không để bất cứ ai có thể lộng hành nơi đây được. Đi đi, kỳ hoa. Bái biệt Thái hậu. Quan đại thần đã vào cung, hiện đang chờ Thái hậu ngự triều. Ta làm xong việc này là ngăn cấm không để cho Lê Hoàng gặp Thái hậu. Là ta phải làm thế nào cho Thái hậu cũng tin tưởng vào cách ngăn giặc của Lê Hoàng, chừng ấy bà mới chịu nghe theo ta. Nếu như không xong thì... Thì sao? Ta sẽ tìm cách khác. Cách khác à? Cách gì? Cái việc mà tôi bảo mang quân châu Ái ra đây ông đã làm chưa? Quân đang trên đường đến đây, chẳng bao lâu họ sẽ đến. Có quân ở trong tay rồi thì ta mới mong ép Thái hậu nghe theo lời chúng ta được. Khi ta đã chiếm được 10 đạo quân rồi, ta sẽ tạm hòa hoãn và giặc trong một thời gian. Hòa hoãn à? Ông ngoại giáp, ông làm theo lời sứ hứa hẹn với ta, coi chừng mắc bẫy của chúng đó. Tôi đâu phải là trẻ con đâu mà chúng nó dễ kích bác xúi dục. Ta hòa quản với giặc là chờ nắm lấy binh quyền, chứ giặc tông này chẳng tốt gì đâu. Trước sau gì ta cũng phải liều sống chết với chúng mà thôi. Còn nếu như ta nộp lâm bào mà chúng vẫn lấn binh sang thì sao? Ta sẽ tạm lui về châu Quan châu Ái, làm cho giặc khinh thường ta, rồi ta sẽ trở lại đánh chúng một cách bất ngờ. Tôi tin chắc rằng ta sẽ nắm lấy phần thắng lợi trong tay. Hay lắm. Nhưng mà ông nên nhớ, trước mặt chúng ta vẫn còn có Lê Hoàng. Lê Hoàng hả? Lê Hoàng chỉ là một con cừu non thì làm sao vuốt được râu cọp dữ chứ. Thái hậu gia lâm. Thần ngoại giáp đến điền xin kính chúc Thái hậu vạn phúc, vạn vạn phúc. Thần Nguyễn Bạch Quốc Công vừa mang quân châu Ái về đây, xin kính chúc Thái hậu vạn phúc, vạn vạn phúc. Ta miễn lễ, các đức ông hãy bình thân. Tội ơn Thái hậu. Nước nhà sắp có loạn, ông đem quân binh về thật là hay. Hay à? Không hay, không hay đâu muôn tâu Thái hậu. Sao vậy? Gì? Chỉ một đạo quân nhỏ bé của Nguyễn Bạch này cũng không thể nào chuyển xoay tình thế trong lúc 10 đạo quân vẫn còn trong tay của Quan Thập Đạo Lê Hoàng. Tâu Thái hậu, xin Thái hậu hãy nghe theo thần. Ta tạm lùi một bước trong khi giặc nó binh hùng thế mạnh, để khi hạ thần nắm lấy được binh quyền rồi, thần quyết phá tan giặc tống.
lùi một bước à? Tội nhân, sao các đức ông lại khuyên tôi như vậy? Ta phải tiến một bước chứ không thể lùi nửa bước. Giặc biết Giảng Thanh Dương đã mất nên mới có ý dòm ngó sang đây. Ta không thể lùi mà phải tiến tới. Các đức ông có nhớ không, Hậu Lý Nam Đế thuở trước cũng đã lùi một bước trước tướng Lưu Phương của nhà Tùy, mà đất Giao Châu phải chịu trên 300 năm đô hộ. Tâu Thái Hậu, ý của Hạ Thần là ta chỉ làm kế quản binh thôi, bây giờ cũng đã sang canh. Vì việc trả lời thơ của Sư Thần, chắc Thái Hậu đã có đủ thì giờ cân nhắc. Quan Thập Đạo vẫn chưa về tới triều đình, việc nơi biên cương tôi chưa thông rõ tình hình, tôi chưa thể trả lời thơ của sứ được. Để cho việc này chậm trễ thật là quá rõ ràng. Tại sao mãi tới giờ đây Thập Đạo tướng quân vẫn chưa trở về? Nước nhà lâm nguy, ông có bận việc gì? Làm vị tướng cầm quân khi triều đình có chiếu gọi, chẳng trở về là có ý gì đây? Đã có lần tôi thưa qua nhưng lĩnh bà đều nghĩ ngại, mười đạo quân trong tay Lê Hoàng đã mắc nguy hại, thì làm sao ta có thể tiếp thủ cho khôn ngoan? Sự thật đã hiển nhiên rồi thì lấy chi nữa mà biện bạch? Các ông chớ quá đa nghi, làm sao mà có chuyện đó được? Ta hãy chờ xem việc gì ngăn cản. Ông không kịp về triều chứ không phải nhận lệnh bất tuân. Thì ra Thái Hậu vẫn tin tưởng nơi Lê Hoàng, ông sẽ lạc biên thùy ngập máu ba quân, giặc tiến vào Hoa Lư sẽ dẫm nát cả kinh thành. Khi Thái Hậu biết được Lê Hoàng thì cơ nghiệp này đã nát tan. Đợi đến khi cơ nghiệp của nhà Đinh tan nát đi rồi thì chắc là đã quá muộn rồi, phải không Thái Hậu? Không phải thế đâu, đức ông ngoại giáp. Không phải à? Vậy chứ như thế nào mới gọi là phải? Tại sao tới giờ này Lê Hoàng vẫn chưa về? Ông không tuân lệnh triều đình tự chuyên này nọ, hay là bởi có những bàn tay nào ngăn chặn? Ai? Ai đang ngăn chặn? Ba người của triều đình phái đi mời Quan Thập Đạo, kẻ bị giết chết, kẻ bị thuốc mê, kẻ bị người ta bắn lén. Dạ muôn tâu Thái Hậu, rồi có bắt được thủ phạm không? Thủ phạm là ai các ông đã thừa hiểu, vậy mà bây giờ các ông lại khéo hỏi tôi tại sao là ai? Thì ra bây giờ Thái Hậu lại muốn đổ tội cho các bậc đại thần đã trọn đời vì nghiệp cả của Tiên Dương à? Muôn tâu Thái Hậu, xin Thái Hậu đừng để một tia lửa nhỏ có thể phá cả một khu rừng. Đây, tờ vũ đây, chúng tôi đã thảo sẵn sàng, xin Thái Hậu phê vào đây một chữ. Phê vào đây tâu dân, để trút bỏ Lê Hoàng. Chính là như vậy. Để nộp long bào cho giặc. Trước tình thế này, ta nên nộp cho bọn chúng là hơn. Xin các đức ông nhớ cho, ngày xưa khi ta vừa dẹp xong loạn 12 sứ quân, nước ta tuy còn bé, ta còn dám tự xưng là hoàng đế, chẳng cần ai phong cho. Tên của nước ta đặt là Đại Cồ Việt, chứ không phải một nước Việt nhỏ bé tầm thường. Ngày nay nước ta trên dưới một lòng, tuy có rối rắm đôi chút mà ta lại chịu khuất nộp long bào cho bọn nhà Tống hay sao? Tôi tuy là đàn bà, không có tài võ tướng như bà Trương, bà Triệu cởi đầu dối dữ, nhưng tôi cũng quyết đáp bằng mọi sóng gió, vượt lên trên mọi nhu nhược thường tình. Xin Thái Hậu hãy phê đi, để cha thần có đủ thì giờ chân chỉnh ba quân mà lỗ bề ngăn giặc. Bằng không thì cả triều đình này sẽ đổ nát chỉ vì một ông Lê Hoàng trí hẹp tài non. Phê, phê vào đây đi Thái Hậu. Dạ, kinh bẩm Thái Hậu. Hãy nói mau. Tiểu tướng vừa ra khỏi mặt sông
gặp ngay chuyến thuyền của quan thập đạo, ông đã về hiện ở ngoài cung, muốn xin được vào bái kiến thái hậu. Lê Hoàng về triều à? Hãy mời quan thập đạo tiến triều, hiện có các đại thần đang đợi. Xin tuân lệnh. Hãy thắp đèn lên cho nội cung sáng rực, ta muốn chung quanh ta ánh sáng phải chan hòa. Thần là thập đạo Lê Hoàng, đi luyện quân ở Bạch Đặc Giang. Việc đã xong, mang chuyến thuyền về đây bẩm mệnh. Ta miễn lễ. Đội ơn Thái Hậu. Giặc đang đông ngoài biên, sứ thần buộc ta nộp long bào. Vậy ý quan thập đạo ra sao? Muôn tâu Thái Hậu, giặc đang ở biên thùy hàng chục vạn quân, đâu phải đòi ta một tấm long bào. Sứ sang đây là để dò xem binh lực của ta như thế nào, chuẩn định cướp cả giang sang ta đó. Xin Thái Hậu hãy cản xét lại mưu đồ của họ. Nơi kinh thành thì phao tin làm rối loạn nhân tâm, chốn biên thùy thì xua quân cướp giật làm càn. Chúng khiêu khích để rồi gây binh lửa, ta lùi một bước chúng sẽ lấn thêm bước nữa. Chúng lấn hoài ta lùi mãi hay sao? Nhưng do dòng đồng cuông tới ào ào, xin hỏi quan thập đạo có cách nào ngăn giặc? Trình các đức ông, ở ngoài kia ta có những dãy núi dáng hình như hổ phục, chiến lũy đá dài ngăn chặn bước quân binh, sông có đá xây lởm chởm thủy mặt sẽ tầm mình. Thế hiểm thiên nhiên ta đây có nhiều thuận lợi, còn việc phá bể ngăn sông đón giặc sắp tới, người làm tướng ta phải tỏ rõ được mưu cao. Mưu cao à? Mưu cao ấy như thế nào? Ông thập đạo đã có sẵn sàng chưa? Nước lớn có cách đánh của nước lớn, nước nhỏ có cách đánh của nước nhỏ. Làm thế nào mà giết được giặc? Giặc đang đóng ở ngoài biên, chúng sợ cách đánh của ông, hay là sợ nguy hiểm sông sâu hào ngăn lũy chẳng mà không dám tiến quân? Giặc đang đóng ngoài biên thùy, chúng chưa dám tiến binh, không phải sợ thế hiểm quan hà như tôi vừa nói, cũng không phải sợ mười đạo quân của nước Đại Cồ Diệt chiến bào phất phới, không phải sợ một đường hẹp Chi Lăng hay một lớp cọc Bạch Đằng, cũng không phải chúng sợ riêng một thập đạo Lê Hoàng, một ngoại giáp Đinh Điền hay một quốc công Nguyễn Bạc. Thì chúng sợ gì? Chúng sợ gì hả quan thập đạo? Chúng chỉ sợ nước Đại Cồ Diệt của chúng ta trên dưới một dải đồng tâm bất chặt, hàng triệu thanh gươm chỉ về hướng giặc, giang cố không giờ biết giữ những non cao. Biết dẹp bỏ lòng tin mà xem nặng nghĩa công. Ông nói nghe thật là bùi tai, vậy chúng đã khoảng binh nào dám lấn bước sang đây? Thì cần gì chúng ta phải bàn bạc? Không, chúng sẽ tràn sang khi biết điều đình ta nghi kỵ lẫn nhau. Vì có chuyện bất hòa ngày càng được khơi sâu, nhất là lòng người chưa biết nương tựa vào đâu. Quan thập đạo, ông đừng nói nhiều, để rồi phải mệt thêm. Chúng tôi là những người giữ nước từ thuở thiếu niên, ha chẳng biết thế nào là lợi cho nước non sao? Trước tình thế này, ta phải làm sao hả quan thập đạo? Thái hậu ơi, thần xin Thái hậu chứ quá bận tâm lo cho áo mòn dốc ngọc. Thần sẽ làm cho bọn tông biết dân ta từng chống xâm lăng với bao chiến tích hoài hùng. Từng đánh đuổi bọn ngoài xâm nhiều phen lỡ đất lòng trời, bọn chúng đã từng kéo quân sang đây bừng bừng khí thế, nhưng cuối
cuối cùng để bỏ giáo chạy dài thất động kinh tâm. Thái hậu ơi, xin Thái hậu hãy tin nơi thần quá nhiều lần sông pha, đủ sức đủ tài để lèo lại con thuyền qua sông gió. Quân ta dù ít nhưng chí hùng can đảm, quyết đánh đuổi bọn xâm lăng ra khỏi biên giới. Đất nước đang hồi gặp cảnh lâm nguy, dù gian khổ không sợ quyết liều thân vì ta tấn. Ngày mai đây dợp ngang dương hồng, trên dưới một lòng đánh đuổi bọn ngoài xâm. Tâu Thái hậu, người ngồi chấp chánh thay vua, xin cho biết việc nộp long bào và bức thơ của sứ thần ta trả lời ra sao? Nộp long bào à? Tâu nhân dân truyền mang long bào ra đây. Giảng thân vương ơi, chàng đã cùng tướng sĩ ba quân phơi xương đổ máu để non nước này được tự chủ vươn mình lên cao. Bao khí phách đã nguyện chặt vào tấm lông bào, đạo điên dẫn nước, thiếp tuy vẫn đàn bà cũng quyết noi gương người đi trước. Nhìn chiếc áo ta bỗng thay lại người xưa, như nhắn nhủ đây là hồn thiên sông hoàng đế. Ta từ thổ cờ lão dựng nước, đem sơn hà thu về một mối trong tay. Dù nước nhỏ đấy tấm áo đầu biên dân ta dám mai, người đại cổ diệt dám mặc để lên ngôi hoàng đế. Mỗi nếp áo còn sáng ngời khí thế, mỗi đường theo còn rạng vẻ sơn hà. Bao năm trời còn nguyên vẹn nếp hoa, áo tiên đế còn tươi màu gấm vóc. Ôi ta bỗng nhớ nước non này thuở trước, cờ hoa lư phấp phới khắp sơn hà. Tấm lòng bào này là niềm kiêu hãnh của dân ta, một dân tộc dám tự xưng là đại cồ diệt. Quan ngoại giáp ơi, có phải ta đã mai nó bằng xứa máu đổ ra ở Bình Kiều, bằng dám trốn những ngày nơi cửa bố? Chính quan ngoại giáp đã một người một ngựa cùng tiến quân sông pha giữa núi giáo rừng cương. Tấm lòng bào này là vật báo của giang sơn. Quốc công ơi, có phải ta đã mai nó bằng sấm dậy đất Ông Châu, bằng lửa nung dòng Đồ Động? Chính quốc công đã thúc giang hồi trong trận, cùng tiến quân xông vào đạn lạc tên bay. Tôi tin rằng trăm họ sẽ tay nối dòng tay, quyết chống lại sức mạnh bảo tàng của giặc. Đây bức thơ của nước đại cồ diệt ta khúc đáp cho sứ thần. Tấm lông bào này, tấm áo tiên tử đầu tiên,
này ta quyết không bao giờ dâng